Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là sáng ngày 21, sáng ngày 29 tháng 1 năm 2018. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ gụ và các cái chữ là thép vàng, đây là vàng Đài Loan. Thì cái cuốn thư là mẫu Phượng Hoàng với ba chữ Đức Lưu Quang, còn đôi câu đối là đôi câu đối mẫu và vắt vải. Đối với vắt vải thì với cái dòng chữ là Tổ Tông Công Đức Thiên Nhân Thịnh, và bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Con cầm ngay ngắn lên để các bác nhìn cái tổng thể. Đây là đang để tạm thôi, thưa quý vị, là đang treo tạm một cái lên, và một cái này bên này là một cháu, cháu tôi giữ. Thì thưa quý vị, là cái bức cuốn thư là ở giữa là Phượng Hoàng, với cái ý nghĩa là đâu có Phượng Hoàng thì ở đó sinh thiên tài, bên cạnh là bầu rượu túi thơ. Và bên kia thì là có quả đào, quả lựu là tượng trưng cho trường thọ và đông con nhiều cháu. Cái quả lê kia tượng trưng cho sung túc. Như vậy là các cái ý nghĩa thì rất là hay. Và giữa là con rơi càm cái đồng tiền và chữ thọ tượng trưng cho phúc lộc thọ. Ở cái nền gấm là gấm chữ vạn tượng trưng cho vạn sự như ý. Bên cạnh là các cái gấm hình đồng tiền tượng trưng cho tài lộc dồi dào. Kết luận lại là về ý nghĩa thì rất hay, đường nét thì tinh xảo và chữ thì thép vàng rực rỡ. Các cái hoành phi câu đối ở chúng tôi đây thì hầu hết là làm gỗ gõ đỏ và nền thì màu mật ong và chữ là chữ đen, thường là như thế cũng là đẹp rồi. Tuy nhiên có một số bác thích các cái nền, thích các cái chữ vàng thì là ở cái tông nền nó sẽ đậm hơn chút và chữ vàng sẽ nổi bật lên. Một bộ như thế này hiện nay ở đây là giá là 27 triệu, giá tại cửa hàng. Thế cũng là báo cáo quý vị luôn. Và như bộ này xin nhắc lại là ngày 29 tháng 1 năm 2017. Bây giờ bác nào yêu cầu là có thể lên đường ngay. Ngoài ra thì còn có những cái mẫu câu đối khác ở bên cạnh đây. Thưa quý vị, là lúc nào Đồ Gỗ Đức Hiền cũng có đến 30-40 bộ cuốn thư câu đối các loại bằng gỗ gụ hoặc là gỗ gõ đỏ sẵn sàng lên đường phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi, và ở những cái cỡ mà nhỏ hơn thì chúng tôi cũng có, thì giảm tiền đi. Xin quý vị liên lạc với Đồ Gỗ Đức Hiền theo cái số điện thoại trên màn hình. Tạm biệt quý vị.